ở đâu cũng là quê nhà, và nơi đất mới có thể là nó sẽ tạo cho mình một cái cuộc sống mới. Thuộc miền Đông Nam Bộ, giáp danh với nước bạn Vương quốc Campuchia, Tây Ninh mang khí hậu nhiệt đới gió mùa, địa hình chủ yếu đồng bằng và đồi núi thấp, nổi tiếng miền đất trung dũng, kiên cường, hội tụ 18 dân tộc anh em cùng sinh sống: Kinh, Khmer, Hoa, Chăm, Tà Mun, Thái, đang đưa Tây Ninh hướng đến trở thành trung tâm sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao với các vùng nguyên liệu mía, khoai mì, điều và lúa. Huyện Bến Cầu, vùng đất phên dậu của Tổ quốc, đất xám và phèn, mùa khô mưa ít, khô hạn xuất hiện khiến nguồn đất nghèo dinh dưỡng càng trở thành thách thức với bà con. Tháng 6 năm 2024, huyện Bến Cầu tăng 3,48% giá trị sản xuất nông lâm thủy sản, thương mại dịch vụ tăng 6%, 3 trên 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xã Long Phước, ấp Phước Trung, bà con dân tộc Thái một lòng cùng cán bộ chiến sĩ quân khu 7 bảo vệ bình yên vùng đất phên dậu, trong đó không thể thiếu bóng dáng của trưởng ấp dân tộc Thái. Chú Hà Dương Huyền tuyệt vời, có năng lực. Ông nói là ông làm rồi, ông đã ông thực hành đúng như là hứa hẹn. Ông thì ông hay đi đây đi đó. Chú quan tâm đến mậu việc. Bà con cô bác cũng còn tín nhiệm nhiều lắm. Cũng như một người cha rồi công cháu để nô theo. Năm 93, tôi mới về đây thì vùng đất này là một cái vùng đất còn hoang vu như lắm. Người ta canh tác theo cái kiểu lỗ chỗ, chỗ nào thích làm thì ta làm, chỗ nào không thích làm ta bỏ. Nó thành hoang. Sau đó chính sách ở địa phương đó là cũng có hỗ trợ về cho bà con dân tộc Thái là một nền nhà là diện tích là khoảng 600 mét vuông, rồi sau đó cấp cho họ là 2 hecta để canh tác. Thời đó khó khăn lắm, mìn chống tăng còn nhiều dữ lắm. Nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi cũng mở được 1-2 mao đất. Thấy đám ruộng của mình nó rộng quá, cũng thấy sướng con mắt dữ lắm. Nhưng mà thực ra làm nó không có sản phẩm, là vì đất nó còn phèn. Cái mùa mưa nước nổi lên là phèn nó nổi lên để cái lúa nó hư. Bà con thì rất là năng nổ, tích cực chăm làm lắm. Nhưng mà làm thì đất nó vẫn phụ lòng người dân. Mãi đến khi mà con khu 7 móc đường mương thoát nước đi á, là hết phèn, trôi phèn đi là làm nó mới tái sinh lại được đất. Nhà máy đường Quật Bông mới phát động dân trồng mía, là đất nó mới hồi sinh lại, nó tốt lại. Thì là cuộc sống ở đây bắt đầu từ từ được nâng lên. Thu nhập cũng khoảng được 40 triệu đồng người một năm. Có hộ gia đình 60-70 triệu lại. Cơ hội mở ra và thách thức chưa bao giờ dừng lại với ông Hà Duy Huyền. Miền đất phía Tây của tỉnh Tây Ninh cần ở ông cùng bà con bản lĩnh và lòng kiên định. Năm 1996, cả ấp Phước Trung, bà con loay hoay trong mớ bỏng bong mang tên vốn. Vốn xoay ở đâu để bắt đầu gầy dựng cuộc sống? Điều đó đã ám ảnh bà con ở trong ấp. Cái thời kỳ mà chúng tôi mới về, sau 97 là cảm thấy người chưa quen được ai. Được sản xuất thì buộc lòng phải có vốn, giấy tờ thì để làm thối chấp với nhà nước thì chúng tôi lại cũng chưa có, chỉ chạy ngoài nên là rất là khó khăn. Mấy người ta làm thuê làm mướn, người ta cũng mướn cắt lá cái mình cực này nè, về đi bán 100 lá người ta có cho có 1.000, không đi thì không có gạo mà ăn. Ít có người kêu làm mướn như lắm, đồng khô cỏ cháy, không có cọc rau tự nhiên nào hết. Là có gia đình của Hà Thị Nẹt vô tới đây chỉ còn có 700 ngàn bạc để mua được mấy thùng lúa rồi ăn được hết thôi. Thấy như vậy rồi là tất cả đều bỏ công bỏ sức ra hết, không có được cái gì hết, cũng phải ráng xoay sở. Thời điểm đó tôi cũng được bầu vào hội đồng nhân dân xã, tôi cũng có nhiều kiến nghị. Chú là cũng là một cựu chiến binh, 4 năm là chú đã thực hiện những cái nhiệm vụ rồi, địa phương cũng thấy rõ, ủy ban xã cũng có quan tâm để cùng với Mặt trận Tổ quốc. Sau đó từ từ thì nó cũng mở rộng được cái tầm nhìn chỗ này chỗ kia, cũng đỡ được. Quan trọng gánh nặng nhất là anh Hai Quyền. Rồi địa phương cũng kiến nghị về trên để tạo điều kiện để ngân hàng nông nghiệp giúp đỡ về mọi mặt bằng hình thức là cho vay vốn là không có thế chấp. Vay được 1 triệu, cảm giác đầu tiên mà vay được số vốn là cũng mừng lắm. Bởi vì từ nào cũng chưa dám vay vốn. Sau thì cũng được 8 hộ vay 2 triệu, chia ra người mấy trăm ngàn làm. Thì hồi đó là người ta cho thử, 6 tháng là tụi tôi trả. Từ vay nhỏ lẻ lên cô bác này mới làm thực hiện được uy tín, rồi ngân hàng mới cho nâng vốn lên để vay. Tiếp tục vay nữa thì người ta vay là một hộ 2 triệu. Sợ có trả không được, cho nên là mình lấy vừa sức của mình thôi. Mình đi làm thuê làm mướn để kiếm thêm thì mình đắp vào làm vốn. Có vốn rồi nó bắt đầu quay lại mua trâu bò.
Rồi từ từ mới nâng lên 5 triệu, 10 triệu. Vay được vốn, có được hộ khẩu, đất cát, từ từ bắt đầu cũng làm được sổ đỏ, dễ dàng hơn, vay được nhiều hơn. Phải tìm mọi cách để hòa nhập tốt cộng đồng, tạo cho được một cái niềm tin với xã hội, với địa phương. Ban đầu nó đều khó khăn hết, phải có cái gan dạ để dám đứng lên, mình dám bước ra để đương đầu với cuộc sống. Cái vốn mình thì hạn chế, còn diêm phân thì yêu cầu là phải có. Cho nên buộc lòng phải tìm chú Ba Liền, chú là dựa diêm. Cái may mắn, nên Ba Liền cũng chấp nhận là cho tôi mượn thì chắc cũng không đến nỗi mất. Mấy ông người Bắc á, vô là rất là đàng hoàng, tốt bụng. Lên đó là nhà nước cấp đất là một cái niềm tin. Rồi biết nơi chúng ở, làm rồi tạo điều kiện cho mấy ổng. Cũng nhờ anh Hai Khuyền, chủ yếu ông có quan hệ được với ông Ba Liền. Ông Ba Liền cũng nhiệt tình, cũng giúp đỡ. Vào đây cũng có tạo uy tín, công ăn việc làm, thì từ đó những cái đại lý mà phân bón thuốc trừ sâu á, thì cũng tin tưởng vào chú. Thì đầu tiên á, thì tôi lấy có 20 ký, rồi 30 ký, rồi lấy một bao, nhận được phân về làm thì bà con cũng phấn khởi, tích cực tập trung đầu tư cho ruộng của nhà mình. Tôi cũng không hiểu được lý do chú Liền nghĩ gì về tôi. Mấy ổng nói là trả tiền là tới ngày đó, tháng đó là mấy ổng thu hoạch trả. Không có ai thiếu, riêng phần có anh Hai Quyền là ổng uy tín. Ổng nói là ổng làm rồi ổng trả, ổng thực hành đúng như là hứa hẹn. Thì tôi cũng tác động với chú Liền là hỗ trợ gia đình của Hà Thị Nẹp cho mượn phân bón. Làm xong rồi tới vụ thu hoạch lúa rồi trả, còn thiếu nợ thì xin gài lại để mùa sau. Chú bán vào vụ cho, tới mùa lên lúa thì mới trả. Nếu mà bán bao nào thì lấy tiền bao đó thì chắc cực kỳ lắm. Hồi đó đâu có gì đâu. Nhìn sơ qua mình tiếp xúc lắm, đó là làm ăn rất là chân thành. Rồi mình buôn bán là cũng đang cần cái máu mang. Mà đặt niềm tin đó là người ta rất là tốt. Có qua lợi rồi có xuống đây giao dịch hàng ngày mà người ta làm nên sự nghiệp. Nói đúng tới bây giờ vẫn còn cảm ơn ông ấy rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều ông Ba Liền á. Từ người dân xứ lạ, ông dám bỏ một số vốn ra ông cho mình vay á, thì tới bây giờ không bao giờ quên được cái điều đó. Anh em cô bác ở dân tộc á, người ta là tạo niềm tin, không có thất lời hứa. Do đó có sự khấn khích càng ngày càng thân thiện hơn. Gia đình vợ chồng tôi rất là phấn khởi. Mình có khả năng gì mình giúp nấy. Có tiền thì giúp tiền, có phân bón thì giúp phân bón. Chú cho rằng bà con vay là trả, mượn trước trả sau. Từ đó chú Liền cũng dài dài đầu tư hoài cho những hộ gia đình mà nó có đăng ký ấy. Đời sống của gia đình lên thì cũng nhờ cái nguồn phân bón của chú Liền. Tôi còn quan cháu vẫn còn quan hệ, vẫn còn cảm ơn tới bây giờ. Cảm ơn lắm, cảm ơn lắm. Gia đình của Hà Thị Nẹp đến bây giờ là gia đình cũng gọi là khá đi. Vì cũng xây nhà xây cửa được, rồi đất cát cũng có, tôi cũng rất phấn khởi trong lòng. Thì tới nhà nào thấy lúa tốt là tôi mừng. Thì đến bây giờ thì rõ ràng là đồng ruộng của chúng tôi thì bây giờ thấy cũng có giá trị đó. Mừng cho các anh chị ở xóm bây giờ đó là phát triển, dân cư càng ngày càng đông. Vợ chồng tôi là khá giả, cũng nhờ anh Hai Quyền cùng là đồng loạt là ủng hộ. Đầu những năm 2000, ấp Phước Trung nổi lên một làn sóng, khiến ông Hà Duy Khuyền và nhiều người phải suy nghĩ. Cái khó khăn thứ hai á, là cái giai đoạn mà một số anh em bà con đây người ta cứ tìm cách để rời đi chỗ khác. Dù đây hai bàn tay trắng, rồi ở một năm hai năm thì họ thấy là bị Long Phước là xã biên giới chỉ lao động theo vụ mùa. Bà con cứ cho rằng là ngoài quê thì lúa là lúa nước, còn ở đây thì làm đất khô mà cứ cày lên rồi xả xong chờ mưa xuống mới có nước. Bà con thấy khó khăn quá, năng suất không cao, cho nên bà con cứ tìm cách để mà đi chỗ khác cho nó có ruộng thì có nước ấy. Khó khăn nhất là cái thời kỳ mà bầu cử miền cướp trâu dữ lắm. Cứ mỗi lần nó cướp nó bắt từ 5 con, 10 con, nó bắt nguyên bầy vậy đó. Tôi thì không biết đi đâu cả. Bây giờ bà con người ta rất là lúng túng, người ta không biết ở đâu. Lúc đó thì người thì bảo đi chỗ này, người phải đi chỗ nọ, chỗ kia. Nhưng mà tôi bảo không được, đi bỏ đây cũng không được. Giờ mình đi được thì người khác thì ở đâu. Ở Long Khước, xã biên giới, đường biên gấp Campuchia 9 km. Cô chú, những chú bác, đồng bào dân tộc Thái là cũng nằm trong lực lượng đậu tuần tra. Ở đó người ta đi 8 hộ. Tôi cũng với Tư Hưng, chủ tịch mặt trận xã, cũng đi tới đi lui từng hộ gia đình. Những cái chỗ nào mà thấy nó nóng quá thì tôi cũng tới liên tục để gặp gỡ, để tâm sự.
thường xuyên để trao đổi với nước bạn, rồi từ đó cũng tuyên truyền ở những hộ dân, đặc biệt là xuống Thái cũng như hai ấp biên giới này, để nắm rõ được giữa hai bên để trao đổi những cái thông thương, để cũng cô bác cũng an tâm để sản xuất. Rồi chính nhà bà Hai ngữ đó cũng đi mượn đất ở dưới Long Hưng để chuẩn bị đưa nhà đưa cửa xuống dưới đó để ở trú dưới đó. Có người ta dụ dỗ mà thì dụ nhau đi, người đó tôi cũng giận dữ lắm á, cũng quyết phục mà đâu có nghe. Anh Hai ngữ ông về đây thì anh em cũng tập trung lo cho cái xóm này nhiều nhất, mà tới chừng thấy ông muốn đi thì tôi cũng buồn. Chú Hai này nè nói thôi anh Hai đừng có đi nữa, đây cũng có anh em dòng họ. Đi chỗ khác thì không biết nó làm sao, vốn liếng mình đã hết rồi, giờ ở đây có đất, có cát, có nhà, có cửa rồi. Chúng ta ở lại, mình đi chỗ khác, mình làm mới lại khó khăn dữ lắm. Lần đầu thì ông chỉ bảo là khó khăn thôi, khắc phục chỗ nào mà nó đỡ khó khăn hơn thôi. Rồi biên phòng người ta cũng tới, người ta cũng gặp gỡ, người ta cũng tâm sự, người ta cũng an ủi. Lúc này thì khó khăn nhưng mà sau này nhà nước sẽ có nhiều điều kiện để tạo ra cái thuận lợi cho bà con, để bà con phát triển tốt hơn. Nghe thì ông, tôi không có đi đâu, mấy con đi đi. Ông nói đây cũng được rồi, nói vậy. Ông sẽ ở lại bám đất, bám ruộng, bám ra nhà. Ông cũng là cái người lớn tuổi nhất, thì người ta thường là bà con đây người ta thường nghe cái người lớn tuổi nhất. Mà cuối cùng ông là dự định là ông ở lại, nhiều hộ gia đình người ta dừng lại, người ta không có đi nữa. Thời điểm đó thì chú Hai là phó chủ tịch của cựu chiến binh xã. Chú cũng đề xuất với đảng ủy ủy ban về hỗ trợ cái vay vốn, đặc biệt là cho những hộ khó khăn dự định bỏ địa phương sang tỉnh khác để làm ăn. Xã cũng đề xuất là phối hợp với ngân hàng chính sách thực hiện về vốn người nghèo, rồi giải quyết việc làm. Từ đó những cô bán này cũng sử dụng được nguồn vốn này, rồi làm ăn được hiệu quả. Bà con mình ổn định, an tâm cư trú lập nghiệp tại một chỗ để mà phát triển kinh tế lâu dài và bảo vệ hỗ trợ cho lực lượng chức năng để giữ gìn biên cương một cách lâu dài. Nó tốt hơn cho địa phương và địa phương người ta cũng rất là phấn khởi. Đó là một điều tốt nên ở lại. Quyết định ở đây thì đúng, bây giờ chuyện làm ăn cái gì cũng có. Đến thời điểm giờ là những hộ mà dự định để bỏ địa phương đi, hiện giờ là những hộ giàu là khá. Bây giờ thì đường nhựa có rồi, điện có rồi, rồi kênh mương thì có rồi, cái kênh lớn lấy từ hồ Giảo Tiếng về, không còn biết đâu nữa mà nói, chỉ có mừng chứ không biết nói gì thêm. Ở đây tôi thấy lý tưởng nhất đối với cuộc đời của chúng tôi. Ông Hai Quyền có công lớn với cộng đồng thì cũng mong ông có một sức khỏe tốt, có bao nhiêu thì cống hiến bấy nhiêu. Mấy người mình ở đây thì mới có chỗ dựa. Đặc biệt là quan tâm về đồng bào dân tộc Thái. Ở xã là hôm rồi là cũng đề xuất ở Bộ Văn hóa phục dựng đền Mũi Xè của dân tộc Thái, cũng nhờ chú, cô bác cũng đồng lòng để thực hiện. Bản thân tôi cũng như bà con đây, tôi cũng chỉ muốn có một lời. Địa phương ở đây nhất là bà con cộng đồng ở đây đã giúp đỡ cho chúng tôi và đã tạo nhiều điều kiện để chúng tôi sống và chúng tôi phát triển đời sống kinh tế, văn hóa cũng như tinh thần, vật chất ở đây một cách kết quả được như ngày hôm nay. Thì chúng tôi chỉ biết cảm ơn Đảng, cảm ơn chính quyền địa phương và cảm ơn bà con cộng đồng ở đây.